Rồi, xin chào các ông bà, cô bác, anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì buổi sáng mình có đi chợ, ghé mua được vài con bạch tuộc với tép với thêm hai con cá mối nữa. Hôm qua thì mẹ mình có mua một ký đậu 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 que. Hôm nay mình mua cái đó về để xào với đậu que hôm qua mẹ mình mua. Để hôm nay ăn cơm một buổi sáng. Rồi mời mọi người cùng theo dõi video của hai mẹ con mình nha. Đây là cây ớt sừng, nhưng mà loại ớt này là ớt không cay. Thường thường người ta dùng để kho thịt đồ á. Thì hôm bữa mình có ăn và mình để lại giống mình trồng, hôm nay nó ra được có một cây nè. Trái quá trời trái luôn. Ủa, đậu rồng của mình hôm nay bắt đầu ra trái rồi mọi người nè. Đây được vài trái rồi nè. Đây là cái bông của nó, bông màu tím đẹp kia không. Trên đây có một bông một trái nè. Cá mối là nhìn cái bụng nó giống như con gắn mối hay mà ý hả? Nhìn như gắn mối nè. Kêu cá mối à, gắn giống gắn mối. Hôm nay chúng ta sẽ ăn bạch tuộc với tép xào với đậu que. Đậu que đâu rồi? Và cá mối này mình kho. Thường mẹ mình nói là cá mối là chỉ chiên thôi, mà Muốn chiên cá ớt, bữa nay hôm nay tính mình sẽ đem kêu kho thử mình đây. kho thử coi xem sao. Cái này á, sáng mình mua ở trong siêu thị. Đậu Cây que anh ta trồng cây cây 500 người ta đưa cho một cây đường nè. Rồi lấy này rửa Bách đường này Hóa rửa chứ siêu thị gì? bách quá lấy rửa cái này cái gì mực bạch tuộc luôn. Cỡ này hôm qua mẹ mình mua Mà qua đi nè, bán trong lại trong trong vườn vườn ta hái ra đem trồng ra. quá tan cũng hết ăn này ngon à, cũng như nhà mình trồng à. Bạch tuộc mà bạch tuộc nó tươi ghê không. Bữa hổm con mua cái bữa mà làm gì nè gọi hả? Là nó không có tươi không nhé, khi nào con mực nó tươi là nó gì nè, xanh trong luôn á. Mẹ mua ngoài chợ mà, thì bây giờ con này con mua ở đâu? Mẹ cho mua trong siêu thị nha. Siêu thị quá xanh, nó giống như siêu thị rồi. Đâu có, mà con mua ngoài chợ cũng có lúc ngon lắm chứ. Hôm đó Không, mẹ mua đó, đợt chiều ngoại đó. chợ là mấy thì thấy là mấy kìa. Đợt mẹ về ngoại mua 3 con 1 kg này 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 nè, nhớ không? Nào. Đợt về ngoại á, đợt ngoại chưa chưa bệnh nhiều quá, có gì út về nữa đó, về nó mắc mưa đâu không nhớ hả? Rồi nhổ ổ núng đó nhớ không? Không 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 quái như vậy nè, gan về nè, mua củ hạnh á. Ở ngoài mẹ nhìn, chợ chứ mẹ nhìn con mắt nó không có đục đó, là con mắt là một tươi đó. Con đâu cần mẹ nhìn nè, nó trong khe trong cái khe. con đó đó, nó trắng trong khe luôn á, tươi xanh đó. Rồi con tép này cái nó màu con hạnh. Mà điều mần nó hơi lâu đó, thấy chưa nè. Giờ ường ha, gỗ đi từ ngon đầu quá. từ đầu từ Tới nhà đúng luôn, từ nhà tới trường luôn. Xuống trái này nè nè, mấy mần cá khỏi cần thớt, khỏi cần da ải. Nào, quá muối bột ngọt hết. Bột ngọt. Tới nước màu. Này mình kho sạch sạch. Kho sạch này, sạch. Bỏ tiêu. Để tiêu chứ không có. Chứ mình không có để hành. Khi nào kho lạc hay để hành. Để
cao ngon rồi tôi. Mẹ độ thôi. Cá thịt nhiều quá mà. Ừ. Thịt quá trời luôn. Lắm nè. Nào giờ là mẹ mình chỉ ăn chiên thôi. Hôm nay lần đầu tiên ăn kho nè. Kho thử coi thì sao. Mình thấy thường mình thấy người ta kho với sả nè, ớt, kho nghệ gì. Hôm nay mình kho này mình kho tiêu. Để đây thì để đây cho thấm hơi rồi để nước vô kho. Chừng nào mà kho lạc đồ á mẹ mới để gốc hành. Ướp á. Còn mẹ miễn kho khô sạch sạch là vậy nè, rồi để nước kho thấm thì thấm cá rồi xong rồi mới để tiêu vô. Là nó ngon à. Cần tới 3 cái tỏi hành. Đường công nhận ăn bà tuột mà nó còn tươi nhìn đã ha mẹ. Ừ thì bởi vậy. Để đường mà nó, vô rửa. Mà nó không có được bự nó nhỏ nhỏ vậy nè. Ừ. Nó được bự ngon. Ngoài mới có bán bự. Còn trong ấy không có. Ăn chanh vô. Này mình vớt đường với chanh. Thấy sạch. Các bạn có để ý lưu nhà mình không? Hôm nào mình có khách là có chú Út với cô dì Trúc á. Bữa ngày đó nó vui nhà vẻ mà mặt tỉnh táo. Nào có hai ba con ở nhà là mình buồn. Hai ba con nằm vậy, cái mình hiu vậy. Không ai chơi với nó hết. Nốt sắm cho cô vợ nha. Này tép bự quá mẹ phải đập cho nó dập dập ra vậy nè. Cho nó ngọt nó mềm con tép luôn. Tại vì mình xào quá. Mình phải đập cho nó dập dập. Nó mới thấm. Ừ. Mà nó con nó ngon nó ra cái chất ngọt. Sao mẹ mới cho bự mà. Thì bởi vậy mẹ làm nó cái mẹ lấy nó luôn à. Mẹ là đụng. À. Đụng gì làm đó. Không, mẹ đang làm dao này làm luôn à. Rồi đang rửa sạch sẽ luôn. Không lấy nữa. Em cầm rửa nữa ha. À khỏi mấy cầm rửa. Nó tông nước thì nhiều phải không. Như máy này nè. Mình chẻ ngang thì nó ngắn quá. Mình phải chẻ xéo vậy. Xéo cho nó dài ra. Ừ đó đó. Chẻ xéo vậy nè. Hàng gian thêm đựng khúc nữa. Đó đó. Mà nếu mà con để dày á thì nó quá dài cắm mà để vô chổi bắn họng. Phải không. À, nè. Xong bắt đầu mình ướp tép với mực nè. Muối. Muối, hành tím, bột ngọt, củ hành với tỏi để vô rồi. Củ hành. Rồi giờ tới bột ngọt. Có đường không mẹ? Không. Cái này xào không đường. Tí xíu nước mắm cho nó thơm. Rồi quên mực nha, mực để muối nha, hồi là bắn chát nha. Ừ. Muối nước mắm nữa kìa. Không đâu, một chút xíu à, một giọt một à, cho nó thơm thôi. Giọt một sao thơm được. Một giọt nè, đó. Có 80 giọt rồi. Không, nhiều đó đó, cho nó thơm. Bảo đảm con không bao giờ mặn. Tại vì con biết sao không có tép. Rồi đó mình hắt ra mà. Đây. Thấy không con? Nó nhìn chút ghế rồi kìa. Để dầu gì. À. Rồi. Xong. Bây giờ nè. Mình xào cái này trước. Chín để ra tổ. Bắt lên xào đậu que. Tại vì đậu này mình khỏi luộc. Ở quê mình chứ buổi trưa thì nó nghe nó yên ngắn mà. Này mà gặp mấy ông bà già xưa bắt bạc cải lương lên nữa hả trời. Ông ngoại lúc gầy á kêu ông tiền á đem cái laptop đem lại ngoại nghe cả lương. Để nằm nữa nó nghe. À. À, mà thấy dặn kè lên. Ủa sao sạn mày không lấy? Hả? Sao mày không lấy cái sạn? Lấy đã ra.
lấy đá ra rồi xài toàn này không mà chút xíu nữa xài. Nó hết rồi. Cho nó còn sống đó. Khe ra mà tại mẹ kiều này nó mạnh quá. Rồi đó, thôi giờ mẹ nhắc luôn. Giờ mẹ xào trời xúc lộn. Mẹ xào nó chín xương xương vậy nè, rồi mẹ để ra nè ngoài rồi bắt lên xào cho lại đậu. Để nước nó xào luôn hả mẹ? À để nước xào luôn chứ không có dầu nữa, tại vì dầu nãy giờ mình để vô nhiều rồi. Để dầu quá ăn nó không cái nhiều cholesterol. Ừ. Nó dư. Thấy không? Hiểu không? Vô xào cho nó xanh vậy đó, rồi giờ để đồ này vô nè để cho nó thấm đó. Thấy không? Đó. Rồi đầu xào cho nó thấm qua đậu á, là tới chín luôn mực với tép luôn, là đậu rồi chín luôn là nó vừa ăn đó. Chứ không phải vậy rồi cái lấy xuống liền nha, không có nha, để cho nó riêu vậy đó. Đậu que nó bổ rồi, đầu xong rồi nè ha. Mẹ để ngò gí. Đây mình có ngò gí, có hành mà bây giờ mình để ngò gí không cho nó ngon. Để gí vô cái nhắt xuống. Thơm phức luôn mẹ. Thì thơm. Ngò gí mà. Xe qua xe lại rồi nhắt. Tắt lửa. Hấp dẫn không? Xong mẹ gắt tiêu vô. Hấp dẫn chưa? Thấy toàn hấp dẫn không? Mực nằm trên. Mực nằm trên. Bạch tuộc. Đậu que nhà công nhận ngon thiệt. Đậu que nhà của anh ta trồng ở nhà hả? Đậu que mà nhà ta trồng. À ngon. Giòn gụm luôn. À, rồi bây giờ ăn cơm thôi các bạn. Chào mọi người. Hôm nay mẹ con mình ăn tép mực xào đậu que rồi cá mối kho sệt sệt, ăn xong rồi mời mọi người dùng với gia đình mình nha, ngon lắm. Đậu này đi bán á, người ta trồng ở vườn nhà ăn không hết, cái người đem ra bán 10.000 ký. Mẹ mua 1 ký phải không? Mẹ mua hơn 1 ký 14.000. Rồi mời mọi người gặp bữa dùng cơm này. Thường cá mối mẹ mình chiên không à? Nè, kho nè, kho với gắt tiêu lên nè. Với đậu que xào hải sản, hôm nay ăn hải sản. Hải sản. Để mình ăn, mình thưởng thức thử cá mối kho nó như thế nào. Cái gì cái chứ mẹ thấy đậu que là ngon nhất. Lâu quá không ăn. Ôi, thịt cũng dễ hả mẹ? Dễ. Mẹ nó mềm. Mẹ ốp trước á. Ốp trước nó mới dễ hả? Cũng có xương nè, xương ít. Đây. Đó. Vừa ăn không? Hơi mặn. Mặn không? Hơi cứng. Mẹ để cứng chút nước mắm nè. Này mà cho hơi cứng không? Thấy này không, để ít mà sao hơi cứng. Phải rồi. Lâu cá là người ta muối y như mực á. Nhưng mà nước thì mẹ không có thấy mặn. Cá mặn. À để mẹ thử lại coi. Xương nha. Xương nha. Xương này xương chữ B chứ không chữ Y. Đâu có. Con thấy hơi mặn mà. Vừa ăn mà. Vừa ăn. Sao? Thấy con thì sao hơi mặn. Vậy là vừa ăn của con, vừa ăn của mẹ là mặn của con đó. Đúng rồi. Mà vừa ăn của con thì mẹ ăn không được. Bây giờ mẹ biết sao mà quá hủ tiếu ngoài cầu dĩ bán có ăn được không? Dạ. Lạ. Ngọt. Trộn hủ tiếu khô ăn đã lắm. Còn nghe nha. À, ăn ngọt quá không có tốt. Không giống như mẹ ăn mặn không tốt thôi cái gì.
mà mặn nó dễ hơn. Không nữa. Nó chắc dẻ thịt. Không, nó mặn làm người. Nó làm huyết áp mà cao chứ không nữa. Đường này mà dính vào trong cổ họng là cạt hoài không ra luôn. Đúng rồi đó, đã xíu à. Nhắc tới trường mới nhớ. Đó bà gì thằng này nè. Là hai. Bà cà nị hả? Hai bi. Hai bi. Đang lên tân mà lộ. Ngót vô. Nói mày, cậu mày thấy con không không? Nó dạ. Vô đây, vô đây bà mượn chút em. Tụi nó làm gì? Vô dắt ngay cái chuồng heo. Heo đang nằm thở hết lát. Mắc cổ phải không? Hay mắc cổ. Mày đâu biết, mày đâu biết mắc cổ. Nó kêu con đút con vút. Con heo, cái cổ con heo thì bà thấy mình cũng nghe lời mình vút. Vút đã, vút hồi nó hết. Cái nó sao kỳ ta. Nói con phải đem ngược không? Nói con đâu biết đâu, con đem ổn cái gì mà. Ngổ gì? Không có đá ngược, bà nhớ thằng Phúc. Con chú Bảy. Con đâu có ngược. Thì nhìn đang đi lên tên, mới dắt vô, nó làm hơi rồi. Có rẻ ra phần 1 à. Chết ngắt rồi. Vậy là trời cứu không? Ừ. Ba con cúng tiêu cho người ta. Đồ tiêu. Nó ra bông rồi mình không ăn á. Để ra nó là mình không ăn tặng. Trong gì cũng có ăn đâu không? Quên cho chúng cháu qua bức ăn. Nó lâu mình ăn không? Tại xuống cá nó ăn quá à. Công nhận nè nó cơm. Nó thích ăn cháy. Ừ. Để mốt kêu xe tải là chở con chung. Ừ, hợp đồng đi. Công nhận cá này nhìn tưởng là không có trương ở nhà trương quá trời mà. Ừ, đúng không? Ủa trương này. Ừ, cẩn thận nha. Đây là cái trái mua này các bạn. Khi mà cái bông nó ra, nó ra cái bông á. Bông tàn xong nó sẽ còn cái trái. Cái trái nó sẽ lớn lên. Nó như vậy là cái bông, cái trái nó đang còn nhỏ nè. Cái bông nó rụng hết cái cánh rồi, nó sẽ bự như vậy. Và tới chân chính nó sẽ nứt đầm đôi ra. Giống như vậy nè. Em cho các bạn xem. Giống như vậy nè. Rồi rụng rồi. Mà cái đó nó bị già quá, nó rụng, nó khô rụng rồi. Này không thấy trái nào chín hết. Cây ngoài đây bông quá trời bông luôn. Khi nhìn đứng bên kia, nhìn từ bên kia bông quá trời luôn. Ở dưới là mấy cái ổ cá sặc kìa. Quá trời ổ luôn. Rồi, bữa cơm của hai mẹ con mình đến đây là kết thúc rồi các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của hai mẹ con mình nha. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.